今年这年就是这么一几年，老的经营不往的就没有了。如今不来这么多，今年再一补也没有。上报。嗯，上报我忘上不到。还有一几个了，这个他倒真行。嗯，这个塞哈。đem xuống lột hết, lột xong cái bắp này là ông bà nội sẽ đi hái cái bông dành dành cho cô Út á, rồi tới đào khoai lang. Sáng bà nội lấy xuống ba bao bắp nữa coi chú. Bữa nay có mấy bà bác đồ nhiều người qua tách tiếp. Bữa nay là tách xong. Dòng Huệ điện nói một chút nữa hai vợ chồng về quê. Bữa nay cái nhà anh bên đây nè, ảnh ăn tiệc tân gia. Nó cái nhà ngay đây nè coi chú, cái lồng đèn đỏ đỏ đó. Hồi sáng giờ mấy chị đánh trống bật nhạc chứ không có quay được. Thì hồi nữa đãi tiệc đãi ở bên nhà ăn ở bên đây nè. Thì tiệc tân gia sáng cái mình đi lại mình gửi tiền, cái xong cái chủ nhà gửi cho mỗi người thùng quà nè, ở trong có bánh nè, có bánh túy sô cô la, cái này cũng là bánh luôn, một lốc sữa, có rau câu nữa, hộp rau câu mà xòi ăn còn có mấy hũ à, với một gói thuốc hút nữa. Ông nội lấy thuốc hút rồi, hồi tới 11 giờ á mới đi qua nhà ăn bên kia ăn cơm. Giống Huệ mới điện về nó chưa ăn gì hết trơn á. Nói bà nội nấu bún đi về ăn. Bà nội đi nấu bún rồi. Công việc quen thuộc của xòi. Trái tim tình yêu à. Hồi sáng giờ ở bên đó mấy chị đánh trống bắt nhạc hoài đó, nên là Dinh cũng không có quay được gì. Dính nhạc mà bị dính bản quyền. Hồi nãy nấu chín nè, còn chảo luôn. Có ai vợ chồng trong Huệ ăn à? Sáng ở nhà ai cũng ăn hết à? Ủa bố xưa? Bố xưa là? Bố xưa là nào mà? Thôi bà Mến, hồi nữa chị sẽ đi về quê của chồng Nhân Huệ nhổ củ sen. Tôi sẽ nha. Trời, chị chuẩn bị ha. Để chị đi kiếm mấy cái quần ống để mặc hồi đi nhổ củ sen mới được. Nay đi về nhà chồng của dòng Huệ nhổ củ sen, đi hai xe mới hết, ba bé sòi thì ở ngoài đây. Hồi sáng nhà anh ăn tân gia đốt pháo quá chừng, giờ tới ăn cơm rồi bắt đầu đốt pháo nữa rồi đó. Bây giờ vô mùa mía rồi, nãy giờ chạy dọc dọc cái đường này nè, người ta bán mía hai bên đường nhiều dữ lắm luôn. Giờ đi mua con cây. Cái trên tôi sao à? Ồ, mới đầu mùa một cây mía vậy là 20 tệ. Ở đây không có chỗ gì, không có bán nước mía rồi chú.
chỉ mua cây gì nè, gốc rồi chặt khúc khúc. Cái này mua cho Văn Huệ, hai vợ chồng Văn Huệ với Văn Xanh nào ăn thôi. Chứ gì niền găng đâu có ăn được cái mía này. Từ cái khúc này nè, tới dài cái khúc đằng kia là trồng mía nhiều lắm. Người ta bán dọc hai bên đường rất là nhiều. Ngồi dọc dọc hai bên đường vậy đó. Tại vì ở chỗ gì á cô chú, vô cái mùa gần gần lạnh này mới có mía, mà vô cái mùa này á là không ít ai mà uống nước đá, nên là người ta không uống nước mía ép giống như ở bên mình mà ăn mía cây gì không à. Thế mấy cái chỗ du lịch với mấy cái tỉnh mà giáp bên Việt Nam á thì người ta có bán nước mía giống như bên mình. Về nhà chồng của Văn Huệ thì đi đường cao tốc thì nhanh, mấy bữa lễ thì đường cao tốc miễn phí. Cao xuống sắp tour ở sửa phần trung tàu rồi hả? Đi cao tốc là khoảng 20 phút là tới rồi. Xuống đường cao tốc chạy thêm có khoảng 5 phút nữa tới nhà chồng của Văn Huệ rồi. Tới nhà chồng của Văn Huệ kìa. Đường lên dốc này nhỏ xíu, ba bé rồi đậu xe ở ngoài kia. Đội bộ lên đây. Ở dưới quê này á thì nhà đóng cửa. Ba mẹ chồng của Văn Huệ đi làm hết trơn rồi. Nhà ngay đây. Văn Huệ đứng ở phía trước đó. Còn nhà bên đây là của bác trai rồi, nhà cũng kế kế vậy đó. Nhà chồng Văn Huệ ở đây, vòng vòng đây nhà bà con không nè, nhà bác rồi nhà anh dài dài ở đây nè. Ở phía trước nhà anh có cây hà chẻ bự lắm, hồi nãy anh kêu đập xuống ăn đi. Ở trên đây trái bự bự không nè. Huệ đập xuống hồi di lụm. Bự bự không à. Lụm đâu vậy? Lụm nó được chiếc vòng. Bự bự gì không nè cô chú à. Đây nữa. Ta hả? Ở trong bự bự gì nè. Vô nó cái quân được chẳng ha. Hay cái đấy. Hay cái này mẹ. Được. Nó khoa rồi. Mà thử quá. Mà quên rồi cô này. Đập ra được mọc như này. Bữa nay tính là đi nhổ củ sen, nhưng mà ở trong cái khu này sen này là chỉ có ngó sen với lại bức sen thôi. Nhưng mà bây giờ đã qua mùa hái ngó sen rồi mà không có củ sen, nên là thấy ở đây có búp sen nè, xuống đây hái ít búp sen rồi đi về. Rồi vài bữa nữa kiếm cái chỗ nào mà người ta chuyên về trồng mà lấy củ sen thì đi xuống đó, như sẽ nhổ rồi như quay.
Nó rút nước hết rồi cô chú ơi. Hồi năm rồi á là Di cũng có đi qua cái chỗ này nè để hái ngó sen đó. Lúc hái ngó sen á thì nước cao rồi, ngập tới lưng quần luôn. Còn giờ nó rút nước cạn khô hết rồi. Chỉ còn ở chính giữa giữa đó còn ít nước thôi. Còn ít bắp sen. Bây giờ thì hết ngó sen rồi. Ồ tái xin nhà Mỹ Dù là hả? Ồ tái xin Mỹ Dù. Chết chết. Thế này hình tua. Búp sen ở đây nhóc luôn. Ồ, này nó còn non. Chứ hồi ninh nè. Chứ khởi. Chứ khởi. Chứ khởi. Họ to ha. Xén theo của mày sử qua xén lưu cơ. Vô đây hái cái búp sen. Cao ghê luôn á. Đi vô đây nó hơi lúng. Nó mới vừa rút nước xuống á. Nó là đi vô vẫn còn lúng. Ôi cái này nó bự. Chính ta. Ê tao mất chưa tay luôn. Chưa mà thì. Đó. Hả? 这个藕塘啊是没有人管理的，都是荒野的，是随便采摘的，就所以我们来这边就是说可以不用交费，我们自己来采摘，就是说采一点藕回去自己吃，煲汤吃，就这样。bự không? bự cảm ơn mẹ. Con để vô ngay cái mặt con ơi, bự muốn bằng cái mặt sồi luôn. Không bự gì hết. Gì mà không bự. Ở dưới đây còn hai búp nữa nè. Wow. Thế mẹ kiếm búp bự mới hái cho sồi nữa nha. Nhiều quá. Xương tay nhiều quá vậy. Ừ, đây nhiều lắm. Cái này được ăn không? Được. Ba ba. Má má, để tôi trai ra một cái chữ đó. Hình ta là. Hái cái lá này cho tao ngồi đi. Hái cái lá sen cho con ngồi ha. Lá này bự nè. Bự tao không ngồi được. Lá nhỏ à? Lá nhỏ này nè. Trời nhỏ ngồi lá nhỏ hả? Ngồi đi. Đây. Ăn này mẹ lột qua chăng? Không. Không ăn vậy hả? Ăn ăn. Lột cái nhỏ ăn trước đi. Cái bự để dành lại ha. Cái bự để dành lại cho bà nội. Mình ăn cái nhỏ này trước. Ông bà cho chú ơi. Cái này bự thiệt đó. Bự hơn của Di mua luôn á cô chú. Đây nè. Ăn thử cái ngọt không? Sao dùng chuyện ba dạo? Ở trong à? Non, mới vừa hái. Ăn thử coi ngọt không nè. Ê, mưa tao đi, mưa tao đi. Mưa tao đi thế. Mưa tao đi. Không. Chiều cho nó đi thầy. Nhổ của sen không có. Dính cá. Ồ. Rồi. Sao nữa nè. Cái đem sợi đây. Đây dễ chừng rớt rồi. Cá nhóc ở trơn luôn nè. Cái này là hợp bông à. 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 Cái nãy giờ Di hái được nhóc búp sen rồi nè cô chứ. Búp bành bành hơn nè. Bự bự không à. Không có tiếng à? Thời gian này nó thấy cái tay nó đụng trúng củ sen rồi. Không thấy gì. Gì nó lấy gì rồi? Gì lấy gì rồi? Chào chị, tôi lấy đi vô.
新梅，金花梅。新梅。还不能买。是不是？嗯。这样我还两不准啊。其实，是啊，像这个工业篮子还是。他这一不两级的样了。你现在我都来去了没啊？他是你那一洗个袋子袋子样。哎。没丢嘛？工地往我家里。全是工地。不是啊。我管不是的。每个地方都是这样的。我们刚才摘了很多柠檬，准备摘我的那里也没有藕，然后就摘了一点根。好个果山啊，哥就，你睇，有冇种果山啊？要嚟买条果树，好多哈。走吧。哎。这里来买，要来买条蛋。那边那不是泥巴。他们买那个。走，再见。走吧，要你要个酒哎。再见。这汤梅呀，汤梅阿姆的没搞牛。反正就是，còn búp sen thôi, củ sen chưa có nhiều。Tính giờ bữa nay thấy cũng nhiều đó cô chú. Ăn hồi nãy giờ.Cái gì đếm lại còn bốn mấy búp. Ở búp nào búp mấy bự bự luôn nè. Xé ra cái hộp bự không à. Hôm qua đi mua trên đại giả 6 búp là 10 tệ. Nhiều đây cũng cỡ 90 tệ rồi. Đi cả buổi nè. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị bắt ổ đó. Nói cái ổ tàng này. Các bạn thấy rất là lớn. Bắt tàng. Xa chú. Bắt là. Mới bắt đâu. Tôi thấy rất là nhiều lemon. Tôi chạy rất là nhiều lemon. Cái lemon rất là lớn. Nó rất là lớn.很好吃，比买的那个好甜，甜好多。嗯，甜好多。大。行。走了哈。看着我。拜拜。小表姐ghép chậu ở trên đây nè cô chú, đi lên nhà của chị họ trên đây, hai vợ chồng lên nhà chị họ đây chơi, rồi chiều tối mới về lại đại giả. Bây giờ nhà chị về chứ đại giả trước. Mày đi đâu chơi? Đi về.没毛的就，我买个矮的，你看，很大，甜啊。来海，上午回来，昨天我去买奶。啥吧？好多。你面真大呀，这个没干，这么大。干嘛？嗯。他厨子多脏，他大，他大。哎，今天去干哈？你看，跟那妈个老用个，好大点。大。好大呢，哎，真好大呢。对吧？刚摘来剥，很好吃，很甜。这是我们今天去摘的这个莲子米，太多了，不剥呀，它都老了。剥到现在，剥了这么久了，剥怎么这么多？爷爷那会儿跟我说，就没有人管了，摘多一点。小个小孩那也还牛一点，还牛一点，还好还牛，也还在用外路，từ hồi tối tới giờ được nhiêu đây, xong cho vô tủ lạnh, gỗ gì nhiều lắm đó nè cô chú, còn đây nè, thấy ham lắm, toàn là búp bự bự vậy nè, với lại bên đây sắp hết mùa sen rồi, không có búp sen tươi gì nữa đâu, bỏ trong tủ lạnh mai mốt có ăn gì có lấy ra.Đến nay Giang Huệ đọc được một gỗ này nè. Thầy vẽ ấy ra bự bự gì không nè cô chú. Ngày mai mua gà về, nằm gà kho hạt dẻ giống như bữa hổm gì đó. Hồi tối có điện, nói hai vợ chồng Giang Huệ ngày mai về ăn cơm. Mai làm món kho với hạt dẻ với mua con cá, nấu canh cá, nấu cải chua.
我们以前小的时候，村里面很多人，人很多，小孩很多，这十几年都跑到大冶房子去外面去买房子住了，在农村现在人很少了，以前人很多的，以前人很多好玩啊，嗯，就像平时过年一样，人那么多，那时候都不用做事嘛，都没什么事，没事情做，不是不做事，是没事，外面赚钱的事没有，只有这把自己田地里面的事情干了干了就没事了，外面找不到事做晕了，但现在到处都是，你这不懒都有事情做，嗯，不懒的有事情就可以赚钱， 嗯对啊，而雷多是这样的，原来好多没事情做，出去没地方，没有工厂啊，赚不到钱，大家都赚不到钱，现在是赚了钱了，赚了很多钱，赚不到钱，反正你不懒也，就这样过也还好啊。太懒的人就不上班了。哎，这么倒霉。啥都良心了，原来这高温很低，良心多的，很低。có nhiều cái nó cứng quá rồi chú, cái tiền của nó cũng bự nè, không lấy ra là ăn đắng nữa, lấy ra là lâu chút xíu. Tôi hôm nay cái này, không biết hiện tại, không biết bao nhiêu, cái này, nhiều quá. Rồi sau đó chúng ta sẽ cái này dùng bao bì phong đai để phong lại, để chế biến ở địa phương, đông trụ, bình phong chế biến để đông trụ.然后想吃的时候再拿出来，炒菜或者是煮汤都可以。看，这个好嫩，好大的。还非常感谢大家一直以来，观看我们家的视频，祝大家身体健康，万事如意，工作顺利，谢谢大家。